Mới đây, chuyên gia trang điểm Hùng Ngô gây chú ý khi để lại bình luận về lệ quyên trong status của chuyên gia trang điểm Quân Nguyễn đang hình ảnh giọng ca giấc mơ có thật. Anh viết: Con người tính xấu như vậy, không có make áp nào che nổi đâu em ơi. Sau khi bình luận này biến mất khỏi trang cá nhân của Quân Nguyễn, Hùng Ngô tiếp tục chia sẻ hình ảnh phần bình luận trên trang cá nhân. Trao đổi với chúng tôi về việc bị chuyên gia trang điểm chê xấu tính, lệ quyên nói: Tôi không quan tâm, kệ họ đi. Tôi có biết người đó là ai đâu? Cô cũng từ chối bình luận về những đồn đoán từ cư dân mạng. Hùng Ngô là chuyên gia trang điểm gốc Việt hàng đầu tại Hollywood. Anh thường xuyên được những ngôi sao hàng đầu như Selena Gomez, Kate Bosworth hay Emily Ratajkowski tín nhiệm. Trang Instagram của Hùng Ngô có 3,7 triệu người theo dõi, trong đó có nhiều ngôi sao đình đám quốc tế như Selena Gomez, Hailey Bieber, Miranda Kerr.